Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là dự định và hành động tiếp theo của họ trong mối quan hệ này. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Mình cảm thấy cái dự định của họ cho mối quan hệ này là họ muốn bắt đầu cái mối quan hệ này lại và cho nó một cái hướng đi khác, một cái cách nhìn nhận khác. Có thể là khoảng thời gian này hoặc là sắp tới họ sẽ có khoảng thời gian khá là thụ động. Nhưng mà họ thụ động như vậy để họ suy nghĩ, đánh giá lại mối quan hệ, đánh giá về bản thân họ và đánh giá lại về bạn. Người này có thể là một người thực tế và một người sống theo lý trí khá là nhiều. Nhưng mà khi gặp bạn thì họ lại bị phân vân, họ lại bị thu hút. Và khi mà họ không điều khiển được lý trí của họ thì họ rất là rối và khiến cho bản thân họ cảm thấy mất an toàn trong chính bản thân của họ, bởi vì họ không kiểm soát được cái cảm xúc của họ như thế nào. Nhưng mà nhìn chung lại thì mình thấy nếu mà họ dự định thì người này có dự định, có muốn cho mối quan hệ này một bắt đầu lại, một khởi đầu lại. Có thể là họ sẽ chủ động nói chuyện với bạn, bởi vì mình thấy là cái năng lượng bạn muốn rời đi nó khá là nhiều hơn so với người này. Và cái điều thứ hai nữa là hỏi là họ có hành động hay không. Thì khoảng thời gian sắp tới họ sẽ không hành động, họ chỉ ở yên một chỗ, nhìn nhận mối quan hệ, nhìn nhận bạn và họ, và quan sát đánh giá cái mối quan hệ này. Bởi vì để nói là họ có thu hút, họ có bị thu hút hay không á, thì họ có, nhưng mà nó không có đủ mạnh để cho họ phải chủ động.